Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện nha. Hôm nay thì có hơi ồn một tí, nhưng mà Lãm đợi hoài, Lãm canh hoài thì nó cũng không bớt ồn, cho nên là Lãm đọc đại. Nếu như mà có ồn quá, tiếng ở ngoài á, nó có ồn quá thì mọi người có gì mọi người nói cho Lãm biết nha, để có gì lần sau Lãm điều chỉnh lại ha. Tại vì hôm nay chờ hoài mà cứ không hết ồn, ồn quá, không biết sao hôm nay ồn quá ồn. Giờ thì mình nghe truyện nha. Xin mời các bạn nghe truyện Tàn Tro, giọng đọc Lãm, chương 3. Buổi tối hôm đó, mặc dù tôi cận lực phản đối, nhưng mà Tiểu Thúc vẫn đội mô đi về. Khi Tiểu Thúc đi, tôi đưa cho Thúc một cây dù, còn nặng nặc bắt Thúc phải mặc thêm một chiếc áo khoác của tôi. Quyển sách vật lý Tiểu Thúc đội mơ mang đến cho tôi đặt trên gối. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi như thình thấy hình ảnh mong manh của Tiểu Thúc. Sau đó tôi càng nỗ lực học hành, cũng thỉnh thoảng tham dự đủ loại hoạt động trong trường. Bất luận là thành tích, thể dục hay hoạt động xã hội, tôi đều không thua kém ai. Năm nhất cứ như vậy kết thúc trong bận rộn. Cuối kỳ, tôi với thành tích ưu tú lấy được học bổng. Ngay khi tôi vừa lấy được học bổng, tin báo tử của ba tôi được truyền đến. Nghe nói là vì ăn chơi thiếu quá nhiều tiền, kết quả bị người ta chém chết dưới cây cầu nhỏ trong thôn. Sau đó thì tiền học bổng của tôi toàn bộ phải dùng để lo hậu sự cho ba. Cao trung năm 2, tôi bắt đầu gia nhập vào hội học sinh, là một cán bộ xuất sắc trong hội học sinh. Đến cuối kỳ, các hạng mục danh dự cứ như hoa tiết ùng ùng kéo đến. Kỳ nghỉ đông, nghỉ đặc biệt muộn, nghỉ đến ngày thứ 3 đã là đêm 30 Tết rồi. Buổi tối đêm 30, tuyết rơi nhiều, hoa tiết trắng xóa bay lả tả làm mặt đất quá thành một màu trắng xóa. Ông nội, mẹ, Tiểu Thúc và tôi từ chập choạng thì luôn quay quần bên lò sưởi gói sủi cảo. Tuy cả nhà ngồi bên nhau nhưng không ai nói chuyện. Tuy lò sưởi đã mở rất lớn nhưng vẫn không ấm chút nào. Ngoài cửa, tiếng pháo hoa vang lên từng đợt, niềm vui năm mới một chút cũng không truyền được vào ngôi nhà khiếm khuyết này. Nặng nề ăn hết bánh cảo, lại trầm trọng bắt đầu xem tivi. Trong tivi chiếu chương trình tiến hành mừng năm mới. Thừa nghe thấy tiếng cười vui, như là đang chăm chọc gia đình không có quan lạc này. Tuy không muốn ở trong nhà, nhưng không được tự do làm việc khác. Cho đến 11:30 chuẩn bị dây pháo, tôi mới được ra khỏi ngôi nhà dường như thiếu không khí đó. 12 giờ đốt pháo là truyền thống cũ, khi ba tôi còn sống đều do ba tôi chăm ngồi, năm nay đổi thành tôi và Tiểu Thúc. Hai người chúng tôi ra tức cửa nhà thắp nhang, treo dây pháo lên, sau đó cùng nhau ngồi trên thềm chờ đến 12 giờ. Tôi vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ cổ kỵ của mình, còn thiếu 15 phút. Tuyết vẫn lạ tạ rơi xuống, cảm thấy hơi lạnh, tôi kéo cổ áo lại. Tiểu Thúc, lần đầu chúng ta gặp mặt cũng ở dưới tận tuyết lớn như vậy nè. Ừ, tôi còn nhớ hôm đó khi Thúc đi qua tôi thì còn trừng tôi một cái nữa đó. Có sao? Tôi cũng không nhớ. Tiểu Thúc hơi hơi nghi hoặc, sờ lên mái tóc của mình. Gì chứ? Thì ra Tiểu Thúc không nhớ sao? Hại cho tôi luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên của mình để lại cho Tiểu Thúc rất là tệ chứ. Chắc có lẽ vì khi đó trông cậu rất giống một tiểu thiếu gia, tôi đố kỵ với cậu thôi. Tôi là một đứa nhỏ không ai thương đó. Bây giờ không phải nữa rồi. Không đúng sao? Tiểu Thúc nghiêm túc nhìn tôi. Tuyết trắng rơi trên hàng mi dài của Thúc, trông rất kiều diễm. Tôi sung sướng gật đầu, kéo bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Thúc qua, nắm thật chặt. 12 giờ đúng, tôi và Tiểu Thúc mỗi người một bên, châm lửa vào dây pháo, treo hai bên cửa. Tiểu Thúc hình như là lần đầu tiên đốt pháo. Tiếng pháo nổ lên sau khi châm ngòi, dọa cho Tiểu Thúc mãi trốn trong lòng tôi. Tôi vui vẻ ôm lấy cơ thể tinh tế của Thúc, cảm nhận mùi hương đặc biệt trên người của Thúc. Ngày Tết, vì ông nội ngày nào cũng ở trong nhà, cho nên tôi không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với Tiểu Thúc. Ban ngày rảnh rỗi, tôi vào chơi tứ xứ trong thôn. Tết Nguyên Tiêu năm nay, nghe nói trên huyện có hội hoa đăng, vì vậy tôi liền về nhà, lén lút đi tìm Tiểu Thúc. Tiểu Thúc, đêm Tết Nguyên Tiêu, tôi đưa Thúc lên huyện xem hoa đăng có được không? Tương phản với bộ dáng hứng thú của tôi, Tiểu Thúc khó xử cúi thấp đầu không nói chuyện. Thấy Tiểu Thúc như vậy, không cần nói tôi cũng biết lại là vì ông nội rồi. Tiểu Thúc tại sao lại sợ ông nội đến như vậy chứ?
ông không vui thì không vui đi, thỉnh thoảng chọc giận ông cũng có làm ông chết được đâu. Tiểu Viêm, cậu không được nói những lời như vậy. Khẩu khí của Tiểu Thúc rõ ràng là đang giận, tôi đành phải ngậm miệng lại. Im lặng rất lâu, Tiểu Thúc mở miệng nói. Tôi thật sự không muốn làm cho ba giận, cho nên vẫn là không nên đi đi. Thôi, bỏ đi, không đi thì không đi, tôi về nhà đây. Lần nào cũng là vì ông nội, tôi không hiểu rốt cuộc Tiểu Thúc đang sợ cái gì. Lần này mà nói tôi không giận là tuyệt đối xạo đó. Tôi hồng hặc vứt lại một câu nói rồi chạy về nhà của mình. Đêm Tết Nguyên Tiêu, trời vừa tối thì đã có người đến tìm ông nội cùng đi ra ngoài. Khi ông nội đi, tôi núp trong nhà, từ cửa sổ nhìn thấy ông nội đứng ở trước cửa nhà quát tháo Tiểu Thúc một trận. Sau đó lại dặn dò gì đó mới cùng mấy người bạn kia đi ra ngoài. Tôi đóng cửa sổ nằm trên giường ôm đầu, suy nghĩ có nên đi tìm Tiểu Thúc hay không. Nhưng từ hôm nội cáo với Thúc xong, tôi không tìm Tiểu Thúc nữa. Hơn nữa, cho dù bây giờ đi tìm Tiểu Thúc, chưa chắc Thúc ấy đã sẽ đồng ý. Lòng tôi đang nhiễu loạn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Mở cửa ra là Tiểu Thúc đang mặc chiếc áo bông thật dày, mặt Thúc hơi đỏ, giống như bị lạnh mà đỏ lên vậy. Có lẽ Thúc đã đứng ở bên ngoài cửa một lúc lâu rồi. Tiểu Viêm, tôi muốn đi xem hoa đăng, bây giờ mới nói có còn kịp hay không? Khi Tiểu Thúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào tôi nghe như vậy, mừng rỡ ôm Tiểu Thúc vào trong lòng. Vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đã được tôi sửa lại. Tôi luôn dùng nó để lên huyện và về nhà, bây giờ tôi lại dùng nó chở Tiểu Thúc đi trên con đường ruộng lên huyện thành. Con đường nhỏ bị tuyết bao phủ không được dễ đi cho lắm, không cẩn thận thì cả người vào xe đều trượt ngã rất nguy hiểm. Tôi đạp mỗi bước đều phải rất cẩn thận. Thật ra huyện thành không lớn, nếu đi xe máy chạy khoảng 20 phút là có thể vào xong. Trong huyện thành đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng đủ mọi màu sắc, ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có một số nơi còn đố đèn, tôi hiếu kỳ lấy mấy cái xuống xem, kết quả phát hiện đều không giải được câu đố nào. Bỏ cuộc chuyện đố đèn, tôi và Tiểu Thúc đi dạo đến mấy chỗ bán đồ ăn vặt, cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Vì trên người gần như không có tiền nên chỉ có thể nhìn thôi. Sau cùng, tôi khó khăn lắm mới moi từ trong túi quần ra được 1 tệ, liền mua một sâu hồ lô ngào đường, hai người cùng nhau ăn. Tôi cứ chơi mãi, chơi đến quên mất thời gian, kết quả khi về nhà đã quá nửa đêm, 12 giờ. Vừa mới bước vào trong nhà, đã nhìn thấy ông nội sắc mặt bất thiện, ông rõ ràng là đang bị lửa giận thiêu đốt. Các cậu đi đâu? Đến nửa đêm còn chưa biết đường về nhà. Cơn giận dữ của ông nội hiển nhiên đang đổ vào tôi. Trải qua mấy năm trưởng thành, thể hình của tôi còn cao to hơn ông nội, cho nên từ lâu tôi đã không còn sợ ông như lúc nhỏ nữa. Con đưa Tiểu Thúc ra huyện xem hoa đăng thôi. Tao có cho phép mày làm như vậy không hả? Ông nội hét ầm, làm hỏa khí của tôi cũng bốc lên. Tôi gân cổ lên, chuẩn bị cãi đến cùng với ông nội. Ai ngờ Tiểu Thúc lại đứng chặn ở trước người của tôi. Ba, là tại con, là con kêu Tiểu Viêm đưa con đi. Không có chuyện của cậu, tránh ra cho tôi. Ông nội không phân nặng nhẹ, nắm lấy cánh tay của Tiểu Thúc, đem Tiểu Thúc đẩy ngã trên đất. Tôi vội vàng đi qua đỡ Tiểu Thúc dậy. Ông nội lúc này đã đứng ở trước mặt chúng tôi, nhìn từ trên xuống. Thằng nhóc ranh, tao nói cho mày biết, sau này không được đến gần Tiểu Thúc của mày nữa. Thái độ cao ngạo của ông nội khiến tôi nổi giận. Dựa vào cái gì mà không cho con đến gần Tiểu Thúc? Năm xưa ông nội nhặt Tiểu Thúc về thì đã làm sao? Dựa vào cái gì mà Tiểu Thúc là của ông nội chứ? Mày thật sự nghĩ Tiểu Thúc của mày là do tao nhặt về hay sao? Nó là do tao dùng tiền mua về đó. Giỡn chơi hay sao? Cũng không còn là xã hội phong kiến nữa. Hành vi này của ông căn bản chính là phạm pháp đó. Tao nói cho mày biết, trong cái căn nhà này, tao chính là vương pháp. Nhãi ranh như mày thì bớt ngang ngược đi. Ông nội phẫn nộ, cầm lấy cái cây baton đánh tôi. Tôi cắn răng ăn một cây. Ông nội lại dùng tay kia túm lấy cổ áo của tôi, hùng hăng trừng tôi. Mày còn ngang ngược nữa thì mày cút ra khỏi nhà tao ngay, vĩnh viễn đừng về đây nữa, trường học cũng đừng đến nữa. Tóm lại lão già như tao không nuôi nổi mày. Ba, đừng mà. Tiểu Thúc nắm lấy gấu quần của ông nội muốn cầu xin lại bị đá ra một cách hung hãn. Mày quỳ xuống cho tao. Ông nội dùng cái ba tông gõ xuống đất. Tôi không cam tâm ngồi trên đất không hề động đậy. Quỳ xuống, súc sinh. Mày không quỳ thì lập tức cút ra ngoài đi, vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa.
Cuối cùng thì tôi vẫn thở hẹp, thẳng người, chậm chạp quỳ xuống trước mặt ông nội. Tiểu súc sinh, ông nội mày mà mày cũng dám chọc, không biết lớn biết nhỏ có phải không? Ông nội vừa nói, vừa dùng cây ba tông quất lên người của tôi. Rất lâu rồi không bị đánh, tôi cảm thấy ở trên thân, toàn thân đau rát. Liều mạng cắn chặt răng, thề có một ngày tôi sẽ đưa tiểu thúc đi, vĩnh viễn không bước vào căn nhà này một bước. Ông nội đến đủ rồi, vứt lại một câu: quỳ ở đây cho tới trời sáng cho tao. Sau đó, ông liền kéo tiểu thúc vô nhà. Ông nội và tiểu thúc đi chưa được bao lâu, Tiết Ngần đã lác đác rơi xuống. Đầu gối của tôi bị đông cứng, từ đau đớn đến tê dại. Trên người, mọi chỗ từng bị đánh đều đang kêu gào đau đớn. Đêm đó tôi vẫn quỳ trong tuyết, cho đến khi không còn thấy đau nữa, cũng không cảm thấy lạnh nữa, chỉ cảm thấy trước mắt tối mờ, không còn biết gì được nữa. Lúc tỉnh lại, tôi sốt cao. Trong mông lung tôi nhìn thấy tiểu thúc khóc đến đỏ hai mắt. Tiểu thúc nhẹ nhàng so thuốc lên vết thương trên người tôi. Động tác của thúc dịu dàng như trước đây. Thoáng một cái, tôi dường như trở về những năm tháng chúng tôi nương tựa lẫn nhau trong quá khứ. Thoa thuốc xong, tôi mơ hồ cảm thấy tiểu thúc chui vào trong chăn của tôi, dùng cơ thể ốm yếu của thúc từng chút sưởi ấm cho tôi. Cho đến khi tôi khỏe, bên cạnh lại không một bóng người. Tôi muốn tìm tiểu thúc, nhưng dù thế nào cũng tìm không thấy. Hôm xuất phát trở về trường, tôi đứng bên ngoài nhà ông nội đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là say đầu bỏ đi. Khi đi, tôi luôn cảm thấy phía sau lưng có một đôi mắt đang âm thầm lặng lẽ theo dõi tôi, nhưng quay đầu lại nhìn thì cái gì cũng không thấy. Đến học kỳ sau của năm 2, bài tập càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả cuối tuần thời gian về nhà cũng không có. Từ kỳ nghỉ đông đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, tôi chỉ gặp được tiểu thúc có một lần. Còn ông nội mỗi lần nhìn thấy tôi thì sắc mặt đều không tốt. Trong lời nói của ông đều có ý tứ đuổi tôi ra khỏi nhà. Chớp mắt một cái, lại một học kỳ nữa trôi qua. Nghỉ hè lại về nhà, tình hình cũng không có gì cải thiện. Tôi muốn gặp tiểu thúc đến phát điên, nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua chiếc cửa sổ từ xa xa mà nhìn thấy bóng dáng của tiểu thúc ra ra vào vào. Đêm mùa hè oi bức đến độ làm cho người ta không cách nào ngủ được, côn trùng lại ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại, làm sao cũng không thể ngủ nổi. Lúc này trời đã khuya khoắt, tôi đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm. Tôi muốn lẻn vào nhà để mà gặp tiểu thúc, nói chuyện với tiểu thúc. Tôi đã quá nhớ tiểu thúc rồi, cho dù ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả khi việc đến gần thúc cũng không làm được. Hiện thực như vậy làm cho tôi gần như suy sụp. Có ý tưởng, tôi lập tức ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa nhà của ông nội, chậm chậm mở cửa sổ phòng tiểu thúc trèo vô. Vào phòng, tôi mới phát hiện bên trong không một bóng người. Tôi rất hiếu kỳ tiểu thúc nửa đêm không ở trong phòng ngủ lại chạy đi đâu, nhưng lại càng làm cho tôi thất vọng hơn. Từ cửa sổ trèo ra ngoài, tôi định trở về phòng của mình. Nhưng chính tại lúc này, từ trong phòng ông nội ở kế bên vọng ra âm thanh thu hút sự chú ý của tôi. Âm thanh kìm nén, mang theo tiếng khóc nức nở, nghe như là tiếng của tiểu thúc. Còn có một giọng mũi bất minh và tiếng vạt giường lắc lư phát ra tiếng động. Tôi cảm thấy khó hiểu, phòng ông nội không khóa cửa, còn hé ra một khe hở. Tôi thông qua khe hở cố gắng nhìn vào trong căn phòng tối om. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Không biết là phẫn nộ, không thể tin, kinh hãi hay là khó chịu. Đầu của tôi bị đủ loại tâm tình hỗn loạn mãnh liệt xung kích. Một bước không vững, tôi nặng nề ngã trên sàn. Tôi không muốn ở lại chỗ này, càng không dám nghĩ tới người trong phòng là ai, họ đang làm cái gì. Tôi cố gắng bò dậy, cũng không quản đã tạo ra tiếng động lớn như thế nào, chỉ lảo đảo chạy về phòng của mình. Trở về phòng, tôi tông cửa, sau đó dùng chăn mỏng che lên đầu của mình. Mặc cho như vậy có thể bị ngộp thở mà chết, cũng còn tốt hơn phải đối diện với hiện thực. Đêm đó, tôi không biết mình làm sao có thể ngủ được. Lúc tỉnh lại đã thấy tiểu thúc ngồi cạnh giường, tôi lập tức say người đi, lấy chăn phủ kín đầu của mình. Tiểu Viêm, tôi cảm thấy tay của tiểu thúc đang đưa lên sờ lên đầu của tôi liền sụp đầu lại. Tôi chỉ muốn đến để nói một tiếng xin lỗi. Tiểu thúc nói xong thì yên lặng một lúc, sau đó đứng dậy định đi. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, tôi từ trên giường bật dậy,
kéo lấy tay của tiểu thúc, dùng sức đóng sầm cửa lại, vây lấy thúc đứng ở giữa tôi và bảng cửa. Nói cái gì là xin lỗi chứ? Tại sao lại phải nói xin lỗi? Tôi nhìn thẳng vào tiểu thúc. Tôi gạt cậu. Gạt tôi cái gì? Chuyện với lão già đó hả? Xin lỗi, tôi mãi không nói ra được. Bây giờ cậu cũng đã biết tôi là người gì rồi. Tôi sẽ không đến gần cậu nữa. Tiểu thúc xoay người qua, lại muốn mở cửa. Tôi khư khư giữ lấy cánh cửa không cho thúc ấy mở. Thúc không phải tự nguyện, có đúng hay không? Tôi từ ở trên nhìn xuống, gặn hỏi. Thúc ấy vẫn không nói gì. Thúc nói đi chứ, mau nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi nôn nóng, lắc lắc người của thúc ấy. Tiểu thúc lại cúi thấp đầu, im lặng rất lâu rồi mới chậm chậm nói. Là tôi tự nguyện đó, thật ra ở cùng ba cũng không có gì không tốt. Tôi không được đi học, lại không biết làm việc gì, cái gì cũng làm không xong. Được ba nuôi như vậy, sẽ không sợ đói, không sợ rét, cũng không cần sống cuộc sống, lo bữa no bữa đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết rét, chết đói bên đường. Thúc muốn nói, chỉ cần có thể cho thúc cuộc sống yên ổn, thì ai cũng không sao đúng không? Ai có thể cho thúc cuộc sống tốt hơn, thì thúc sẽ đi theo người đó, có phải hay không? Tiểu Viêm, cậu rất thông minh. Nghe như vậy, tôi như bị sét đánh trúng. Tôi không thể tin nổi tiểu thúc sao có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu thúc của tôi sao có thể là loại người vì tiền, vì cuộc sống an nhàn mà cam tâm tình nguyện bán mình kia chứ? Tiểu thúc của tôi sao có thể đi làm chuyện dơ bẩn như vậy cơ chứ? Tiểu thúc ở trong lòng của tôi luôn là thần khiết, không một chút bụi bẩn. Một tiên nhân từ trên trời xuống, vĩnh viễn cao quý như vậy. Nhưng tối hôm qua tôi thấy và những lời hiện tại tôi nghe là cái gì chứ? Vậy những lời trước đây thúc từng nói với tôi, được coi là cái gì hả? Tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi thấy cậu hình như là có ý với tôi. Tôi nhất thời hiếu kỳ, cho nên... Đã kích một lần nữa, khiến cho sức lực toàn thân của tôi đều biến mất. Tôi thảm bại buông cánh tay giữa cửa ra, té bệt trên giường. Tiểu thúc lập tức mở cửa chạy mất. Tiểu thúc mà tôi biết không phải như vậy đâu, tuyệt đối là không phải. Tiểu thúc của tôi dịu dàng lương thiện, thuần khiết không vấy bẩn. Chỉ có thúc mới thật lòng thật dạ, đối xử tốt với tôi. Chúng tôi đã hẹn sau này phải sống bên nhau, cùng nhau hạnh phúc. Tiểu thúc, chúng ta bỏ trốn đi. Chỉ cần thúc đi theo tôi sẽ không đi học nữa. Chúng ta lên thị trấn đi, tôi có thể đi làm công cho người ta. Cho dù cực khổ mấy cũng được, tôi sẽ nỗ lực kiếm nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền để thúc có cuộc sống an nhàn hơn hiện tại. Phải đó, tôi điên rồi. Cho dù tiểu thúc không phải là người thuần khiết như tôi luôn tưởng tượng cũng không sao. Cho dù tiểu thúc vì tiền mà bán mình cũng không sao. Cho dù tiểu thúc không yêu tôi cũng không sao. Chỉ cần có thể ở cùng tiểu thúc, bất luận chuyện điên cuồng đến đâu, tôi cũng sẽ bằng lòng làm. Thậm chí không tiếc, cái giá phải trả là tất cả. Hôm nay những lúc ông nội ra ngoài, tôi khó khăn lắm mới tìm đến tiểu thúc để xuất ra thỉnh cầu chân thành của tôi. Tôi thậm chí đã quyết định, cho dù tiểu thúc không đồng ý, tôi cũng phải cưỡng ép mang thúc ấy đi. Tiểu Viêm, cậu đừng có khờ nữa. Tôi nghiêm túc đó, tiểu thúc, đi theo tôi đi. Cái ông nội cho thúc được, tôi cũng có thể làm cho thúc được. Tiểu thúc nhìn vào mắt tôi, rất lâu, cũng không nói câu nào. Tiểu thúc, theo tôi đi. Vị thúc, tôi phải làm gì cũng được, thúc tin tôi đi. Tiểu thúc vẫn không nói chuyện. Chính tại lúc này tôi cưỡng ép lôi thúc đi. Thúc lại nhào đến đột ngột ôm chầm lấy cổ của tôi. Tôi đi theo cậu. Vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đó, tôi dùng nó chở tiểu thúc của tôi, tình yêu của tôi, bắt đầu hành trình bỏ trốn. Đến được thị trấn, tôi dùng số tiền học bổng còn lại thuê một căn phòng chỉ có 20 m². Trong phòng tối tăm, ẩm thấp, điều kiện rất kém, nhưng tiền thuê lại rẻ nhất. Tôi vốn không muốn để tiểu thúc phải sống trong căn phòng như vậy. Dù sao tôi cũng đã từng hứa sẽ chu cấp cho tiểu thúc một cuộc sống như là của ông nội cho. Nhưng tiểu thúc lại cố chấp bắt tôi thuê căn phòng này. Đêm đầu tiên ở lại, tôi và tiểu thúc ngủ chung một chiếc giường. Tuy rằng lúc nhỏ tôi và tiểu thúc cũng thường ngủ trưa cùng nhau, nhưng hiện tại và quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước nữa. Tôi nằm trên giường cẩn thận ôm tiểu thúc vào trong lòng, sau đó tùy tiện hôn lên trán, má và môi của tiểu thúc. Thúc cũng không có phản kháng, mặc cho tôi hôn. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại còn đáp trả lại. Tiểu thúc,
chúng ta thật sự ở cùng nhau rồi. Căn bản không cần đến 10 năm, chúng ta đã ở cùng nhau rồi. Hôn xong, tôi lại vui vẻ nói. Tiểu Viêm, tôi rất sợ. Chúng ta thật sự có thể ở cùng bên nhau như vậy hay sao? Cơ thể của Tiểu Thúc rung lên, ôm lấy cổ của tôi. Nghe như vậy, tim tôi như bị bóng tối bao phủ, nhưng rất nhanh tôi ép mình phải phấn chấn lên. Tin tưởng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tôi nhất định sẽ làm cho Thúc hạnh phúc mà. Tôi nói lời thề son sắt bên tai của Tiểu Thúc. Tiểu Thúc lại không có nói gì, chỉ lặng lặng rút vào trong lòng của tôi. Tôi ôm chặt lấy tấm thân của Tiểu Thúc. Tôi nghĩ chỉ cần có thể ôm lấy Thúc như bây giờ, tôi sẽ có đủ lòng tin và dũng khí để đối diện với tất cả khó khăn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Tiểu Thúc vẫn còn đang ngủ say thì tôi đã thức dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài tìm công việc. Huyện thành tuy rất nhỏ, nhưng việc làm cũng không khó kiếm. Buổi trưa đã tìm được công việc vận chuyển xi măng ở một xưởng tư nhân, ngày mai là có thể đi làm. Trở về nhà, tôi vui vẻ nói cho Tiểu Thúc nghe là tôi đã tìm được việc làm rồi. Nhưng khi Thúc biết được tôi phải đi làm công việc nặng nhọc như vậy thì liền tỏ ra không vui. Vì trước đây tinh lực của tôi đại đa số đều đã tập trung cho việc học. Chỉ khi đến mùa màng tôi mới giúp gia đình làm ruộng, cho nên tôi không phải là một người giỏi làm việc nặng. Ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi mệt đến sắp chết. Khiêng gạch, kéo xi măng, nói ra có vẻ rất đơn giản. Nhưng mỗi khi đống gạch nặng trịch và xi măng đè lên vai của tôi ngay cả đi đường cũng loạn choạng. Chưa khuân được mấy bao thì chân đã bắt đầu mềm nhũn ra. Mỗi khi trong lòng đang kêu khổ không ngớt, tôi lại ép mình nhớ đến Tiểu Thúc, ép mình cắn răng kiên trì tiếp. Một ngày cứ như vậy trôi qua, vai của tôi bị phồng rộp cả lên. Về đến nhà xương cốt toàn thân đều đau nhức. Tiểu Viêm, sao vậy? Công việc cực lắm sao? Khó chịu ở đâu? Tiểu Thúc thấy tôi vừa về đến nhà, đã rượu rượi ngã trên giường nên lo lắng hỏi tôi. Tôi không sao, thật sự không sao. Tiểu Thúc, tôi muốn ôm Thúc, cho tôi ôm Thúc được không? Tôi cười vô lực, nhìn Tiểu Thúc vì tôi mà lo lắng, tôi thấy hạnh phúc. Tiểu Thúc nghe, liền cởi giày lên giường rút vào trong lòng tôi. Tôi vô lực ôm lấy cơ thể ấm áp của Tiểu Thúc thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Khi đó dù sao cũng là một thanh niên thân thể cường tráng, mặc dù ngày đầu tiên đi làm mệt mỏi muốn chết, nhưng ngủ qua một giấc xong thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đã giảm đi. Có điều cơ bắp toàn thân đều đau mỏi. Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn kiên trì tiếp tục đi làm. Công việc ở công trường mỗi ngày đều có quy định số lượng. Nếu làm không xong thì sẽ bị trừ tiền. Cho nên bất luận cơ thể mệt mỏi đau nhất đến mấy, tôi cũng không cho phép mình ngã xuống. Nhất định phải làm hết lượt công việc ngày hôm nay. Tôi cần tiền, tôi phải nuôi Tiểu Thúc. Chỉ có tiền, Tiểu Thúc mới có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi. Chính từ lúc đó, tôi đã có một niềm tin kiên định như vậy. Mãi đến rất nhiều năm về sau, tôi vẫn luôn tin chắc như vậy. Tôi ở công trường chống đỡ. Kết quả là vừa về đến nhà, đã lăn ra ngủ, không muốn nói chuyện với Tiểu Thúc. Có khi tôi mệt đến nỗi, ngay cả nhìn Thúc ấy một cái, cũng không có sức. Ở công trường cực khổ hơn 3 tuần, cuối cùng tôi cũng đã dần dần thích ứng được với công việc này. Về nhà cũng không còn mệt đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường không thể động đậy nổi. Nhưng lúc này, giữa tôi và Tiểu Thúc đã trở nên xa lạ. Tôi cố gắng muốn nói chuyện với Tiểu Thúc, nhưng mỗi lần Tiểu Thúc đều trả lời ứng phó mấy câu. Thúc không còn quan tâm đến sức khỏe của tôi nữa, không còn ôm tôi ngủ nữa, còn thường xuyên rơi vào cơn trầm tư. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Thúc vẫn đang chìm vào trong suy tư, tôi luôn hoài nghi Thúc ấy có phải là muốn rời khỏi, Thúc ấy có phải đang bất mãn vì cuộc sống mà tôi đã mang đến. Khó khăn lắm mới qua được 2 tháng, công xưởng cũng đã hoàn thành, tiền công 2 tháng nó rõ ràng là được 1.000 tệ. Kết quả ông chủ công trường chậm chạp không chịu trả tiền, vì vậy tôi cùng mấy người công nhân khác liền liên hợp lại đòi tiền mấy lần. Tất cả đều bị ông chủ đuổi đi. Có lần tên chủ đó còn tìm một đám tay chân đối phó với bọn tôi. Lần đó tôi bị thương rất nặng, đầu bị nứt một vạch dài, máu chảy không ngừng. Khi về đến nhà thì dò Tiểu Thúc hết hồn. Thúc ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng quan tâm tôi. Nhưng tôi không có nói gì, nói không cần lo. Sau đó thì tự mình qua loa xử lý vết thương. Ai ngờ một tuần sau, vết thương không những không hết mà còn bắt đầu bưng mủ. Tiểu Thúc ép tôi đi đến bệnh viện. Đường đến bệnh viện vừa khéo phải đi qua trường học của tôi mới nhớ học kỳ mới đã bắt đầu được 1 tháng rồi. Nhìn học sinh vui vẻ đi vô trường, tim của tôi
có một cái nỗi đau không nói nên lời. Khi đó tôi mới phát hiện, tôi muốn đi học, tôi vẫn còn muốn đi học. Nếu như tôi có thể thuận lợi học hết đại học, có lẽ tôi và Tiểu Thúc sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như hiện tại. Đến được bệnh viện, sau khi vết thương được rửa sạch sẽ và băng bó xong, bác sĩ lại kê đơn thuốc cho tôi. Một chuyến đi bệnh viện đã dùng gần hết số tiền còn lại của tôi, tiền công chắc là không lấy được rồi. Ngày tháng sau này, không biết phải sống ra làm sao. Tôi nghĩ rồi lại nằm trên giường ngủ thiếp đi mất. Hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình sốt cao, Tiểu Thúc luôn ở bên cạnh giường trông nom tôi. Tiểu Viêm, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nghe thấy lời nói của Tiểu Thúc, tôi có một chút dự cảm không tốt. Tôi cố gắng muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại làm động đến vết thương trên đầu. Cuối cùng, chỉ có thể vô lực, nằm ở trên giường. Ngoài việc rời bỏ tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với Thúc. Tiểu Viêm, cậu đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Bây giờ còn bệnh thành như vậy, tiền cũng đã xài hết rồi. Tôi còn ở cùng cậu nữa, nhất định là phải chịu đói chịu khổ. Lời của Tiểu Thúc như những tảng băng nhọn đâm xuyên qua trái tim của tôi. Tôi cố gắng nắm lấy tay của Tiểu Thúc. Tiểu Thúc, bây giờ tôi lập tức đi tìm việc làm, tôi có thể nuôi nổi Thúc mà. Thật đó, tôi xin Thúc tin tôi đi. Sức khỏe hiện tại của cậu còn có thể đi làm được gì chứ? Cậu căn bản là một tên bần cùng, căn phòng này phải sắp trả lại rồi, cậu vốn không có tiền. Chẳng lẽ muốn tôi cùng cậu ngủ ở ngoài đường hay sao? Tôi ghét nghèo khổ, tôi ghét bị đói. Tiểu Thúc dùng biểu hiện của một kẻ tiểu nhân để kích động tôi. Sau đó còn chán ghét, vùng tay ra khỏi tay của tôi. Tiểu Thúc đó trước giờ tôi chưa hề nhìn thấy, tôi thậm chí không thể tưởng tượng người con trai tức mặt này tôi luôn yêu thương chính là Tiểu Thúc của tôi. Nhưng tôi đã không còn quan tâm gì nữa, tôi chỉ cần Thúc ấy ở bên tôi. Tiểu Thúc, tôi xin Thúc tin tôi một lần nữa, tôi sẽ làm được mà. Tôi thật sự hối hận khi đó đã đồng ý yêu cầu ấu trĩ của cậu. Tôi muốn về tìm ba, chỉ cần đi theo ba thì có thể sống tốt. Còn cậu chỉ là một đứa trẻ vô năng mà thôi. Tiểu Thúc nói xong, say người thật nhanh chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi muốn ngồi dậy đuổi theo Tiểu Thúc, nhưng toàn thân một chút sức lực cũng không có. Vết thương ở trên đầu của tôi hình như bị tét ra rồi. Tôi ngã trên giường đối diện với bóng lưng của Tiểu Thúc, không ngừng van xin Thúc ấy quay đầu lại. Nhưng cuối cùng, Thúc ấy ngay cả một ánh mắt thương hại tôi cũng không thèm để lại. Sau khi khép cửa lại, tôi cũng mất đi ý thức. Tôi tưởng rằng mình đã chết rồi. Tôi thà rằng mình đã chết đi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, thì vẫn nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Bên cạnh là mẹ khóc đến đỏ cả hai mắt. Tiểu Viêm, mẹ có lỗi với con. Mẹ nâng tôi dậy rồi khóc. Tôi vô tâm an ủi mẹ, một lòng chỉ muốn tìm hình bóng của Tiểu Thúc. Tiểu Thúc đâu? Hắn bây giờ đang ở trong nhà, con mà nằm xuống đi. Mẹ nói như vậy rồi đem tôi đang muốn ngồi dậy ấn xuống giường. Cơ thể hư nhược của tôi chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống. Con muốn gặp Tiểu Thúc, con muốn gặp Thúc ấy. Đừng gặp hắn nữa. Trong ngữ khí của mẹ mang theo sự phẫn nộ. Thúc ấy từng nói là muốn ở cùng con, Thúc ấy từng nhận lời con mà. Tôi vô lực nhìn tên trần nhà màu trắng, trong lòng xông lên từng cơn chua xót. Tôi vẫn không muốn đối mặt với sự thật là tôi bị Tiểu Thúc vứt bỏ. Tiểu Viêm, chuyện của con ta đều biết cả rồi, sau này con đừng nghĩ đến hắn nữa, hắn sẽ không ở cùng con đâu. Hắn bất quá chỉ là... Không, đừng nói nữa, con không muốn nghe. Tôi kích động, dùng tay bịt tai mình lại. Con hà tất gì vì cái người đó mà làm mình thành như vậy? Người như hắn ta, căn bản, ngay cả đến sự đồng tình cũng không cho con đâu. Đủ rồi, con không muốn nghe. Tôi cố bịt chặt tay của mình lại, nhưng lời của mẹ vẫn tàn nhẫn đâm vào trái tim tổn thương của tôi. Tôi cố gắng như vậy, con người đó ngay cả một chút cảm động cũng không có. Trong thời khắc tôi bất lực nhất, người đó thậm chí không muốn để lại một ánh mắt đồng tình cho tôi. Hắn vứt bỏ tôi như vứt bỏ một thứ rác rưởi vô dụng. Tất cả trong quá khứ đều giống như một câu chuyện nực cười. Chỉ có bản thân tôi khờ khạo rơi vào câu chuyện cười này đến không cách nào thoát ra được. Hiện nay đã đến lúc phải tỉnh táo lại rồi. Tôi vì yêu một người mà như vậy, cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng. Bắt đầu từ nay, tình yêu của tôi, trái tim của tôi đã hoàn toàn chết đi. Hết tập 3 rồi.
Mọi người nghe tập 4 vào lúc 21:30 nha.